Thưa quý vị, cho quý vị bên đây đi, già trẻ lớn bé cũng được. Trong bài đọc 1 đó, trong bài đọc 1 nó có những cái chữ nào rất là quan trọng trong bài đọc 1? Trong bài đọc 1 nói về một người phụ nữ, một người vợ, thì có một hai cái câu rất là quan trọng quý vị nào nhớ được. Bởi vậy cho nên nay mai phải lắng nghe bài đọc cho kỹ nha quý vị. Quý vị nói được người vợ ấy làm sao? Rất nhiều câu tốt nhưng mà có một hai câu có thể nói là overwhelming. Wow, gì nữa? Yeah, đúng rồi đó. Kính chào Chúa, bố thí cho người nghèo. Vậy hai người chia nhau nhé. Bây giờ thôi, ai nghèo hơn bố thí cho người nghèo đi. Đây, chị nhé. Không, thật sự là câu nào cũng hay. Kính bố thí cho người nghèo, hướng dẫn người khốn khổ, người phụ nữ, người đàn bà đáng phúc, đáng là người đức kính sợ Chúa. Wow, giàu lòng hay lắm. Quý vị, thì tối mai mốt nhớ lắng nghe bài đọc cho kỹ nhé. So now the lesson for you as Thiếu Nhi Thánh Thể is God give each of us, Thiếu Nhi Thánh Thể, huynh trưởng, everybody here, a talent. Trong in English reading, it say that the master give to each 5 talents, 3 talents, and 1 talent. Và trong tiếng Việt chúng ta dịch là nén vàng, cho nên nó tiếng Anh nó nói rõ hơn. So each of us have some talent. Like what talent do you have? What? Dancing? Okay. What the hell talent do you have? What talent do you have? What talent do you have? Singing. Okay. Very good. I hope you can sing in the choir later. Okay. Or you can sing at home for your parents. And if you dance well, sometime in the Lunar New Year or when we have big feast, you dance in the church. Okay. What else? One more. What talent do you have? Piano. Yeah. Play piano for other people to serve. Play piano in the church. Play piano to make people feel good, feel happy. It's okay. So, no matter how many talents do you have or whatever do you have, try to do it. Try to do something good through your talents. Some of you are good at this. Some of you are good at that. And some of you don't have any skill at piano or singing like some of you here. However, study, serve, do something good at home, at school, wherever. And those things make you good, not only good Thiếu Nhi Thánh Thể, but good children, good Catholics, okay? Vâng, thưa quý bạn chị em, hôm nay trong bài đọc 1 nói về người phụ nữ, một người vợ rất là tốt lành. Nói tóm lại, trong cái văn hóa Việt Nam có 4 cái chữ gì? Tâm, dung, ngôn, hành. Nhưng mà hai cái câu để liên kết cái sự công dung ngôn hành trong ý nghĩa của người tin Chúa, đó là kính sợ Chúa, giúp đỡ người nghèo và những người khổ, những người khó khăn. Đó là cái nhân đức của một người rất là tuyệt vời. Và Việt Nam chúng ta có cái câu thơ gì? Cái nết đánh chết cái đẹp. Đức mẹ Maria và các thánh, đặc biệt các thánh nữ, là những người đã sống những cái nết đánh chết cái đẹp. Thì tôi cứ thêm cái câu này, tôi thấy cũng đúng. Gái đẹp lập dẹp con mắt. Vâng, nhưng mà cái nết đánh chết cái đẹp, thưa quý vị. Tác giả đã dùng hình ảnh của một người phụ nữ, một người vợ để diễn tả một cái lòng nhân ái, một con người biết phục vụ cho gia đình, cho người khác. Đó, chúng ta thấy chưa? Tác giả đã dùng hình ảnh người phụ nữ, một người vợ. Như vậy thì những người các chị phụ nữ ở đây, những người vợ, những người mẹ, chúng ta hãnh diện bởi vì đã được cái thánh đề cao như thế đó. Ước chi chúng ta cố gắng sống tốt trong cuộc đời này với vai trò làm vợ hay làm mẹ hay là một giáo dân, nhưng mà phải có lòng kính Chúa, phải có thương những người đau khổ, những người tội lỗi, những người nghèo, những người khốn khó. Dĩ nhiên họ là ai? Có thể là con mình đó, cháu mình đó, những người thân yêu của mình. Mình có lòng kính Chúa và thương xót mọi người, đặc biệt con cháu mình khi mà có nhiều thứ đau khổ. Thì thưa quý vị, và cái hình ảnh của người biết phục vụ, biết yêu mến đó được Chúa Giêsu nói cụ thể hơn trong cái dụ ngôn về những nén vàng, những tài năng. Có một vài bài học chúng ta học được ngay trong bài phúc âm Chúa giao những nén vàng
cho năm một cho cái anh thứ nhất năm nén, anh thứ hai 2 nén, anh thứ ba 1 nén. Hai anh đầu tiên 5 nén sinh lời được 5 nén nữa, anh thứ hai sinh lời được 2 nén nữa, cái anh thứ ba đó được 1 nén không sinh lời gì hết. Hai anh đầu được chủ khen rất là nhiều và còn giao cho nhiều thứ, bởi vì hai anh đã biết sinh lời cho chủ. Vậy thì cái bài học đầu tiên chúng ta học đối với những người Công giáo này, thưa quý vị, đạo Công giáo, đạo Kitô hữu, Kitô giáo là đạo sinh sôi nảy nở, là đạo sinh hoa quả phúc đức, chứ không phải là đạo thụ động nằm yên một chỗ. Chúng ta vừa giữ đạo mà chúng ta vừa sống đạo, chúng ta vừa làm cho đức tin của chúng ta phát triển, có lợi cho nhiều người đó. Bởi vì nếu mà đạo chúng ta chỉ là cái đạo để giữ cho nó chắc, thì tôi thiết nghĩ mấy cái anh này mang vàng về đó chôn được rồi, nhưng mà chôn không sinh lợi, không làm gì thì không được trước mặt ông chủ. Như vậy thì Chúa ban cho mỗi người chúng ta tùy theo khả năng chúng ta có. Thưa quý bạn chị em, có người thì là bác sĩ, quý vị nào làm bác sĩ đây, thôi khỏi giơ tay, kéo giơ tay mất khiêm nhường. Quý vị nào làm móng tay thợ tóc ở đây, quý vị nào làm những cái nghề gọi là rửa chén, quét nhà, quét bàn, quét ghế ở đây, thiếu gì thưa quý vị. Nhưng mà đây là một tin vui cho mỗi người chúng ta này, thưa quý vị, một tin vui và rất vui, đó là trước mặt người đời đó, thì một người thành công, một người thành đạt là phải làm lời cho chủ, cho hãng, phải đầu tư, phải làm ăn, phải sinh lời cho chủ, sinh lời cho hãng, sinh lời cho gia đình thì mới gọi là thành công, còn nếu không là thất bại. Còn ông chủ Chúa của chúng ta đó, ông chủ Giê-xu đối với chúng ta đó, thì thật sự ra mà nói cũng không đòi hỏi chúng ta phải sinh hoa sinh quả theo cái nghĩa đen thật là nhiều. Chúa chỉ muốn chúng ta cố gắng và làm việc cho Chúa. Thực sự ra cái anh lãnh nhận năm nén vàng đó, nếu anh ta đến với Chúa mà có 4 nén hay là lời 3 nén, quý vị biết ông chủ có vui không? Chắc chắn cũng sẽ vui. Con đã cố gắng rồi, con lời 2 nén à, 3 nén à, từ đây hãy vào hưởng thì hoan lạc. Còn cái anh mà nhận 2 nén, nếu như anh cố gắng rồi mà anh chỉ lời có 1 nén thôi, anh tới anh đưa cho ông chủ có vui không? Cũng vui, được rồi, con đã cố gắng, thấy tấm lòng của con. Như vậy thì mỗi người chúng ta cho ban cho nhiều tài năng, sức khỏe này, rồi nghề nghiệp này, rồi trí thông minh này. Thưa quý bạn chị em, kinh nghiệm sống trong một số dòng tu trong vòng mười mấy năm, tôi đi tu mười mấy năm trước khi chức chức linh mục cũng đi tu ở mấy dòng sống chung đó, tôi học ra cái kinh nghiệm này. Người ngoại quốc, người Việt Nam, người gì cũng vậy, bất cứ ai cũng có một cái gì rất là hay, rất là tài, mà bất cứ ai cũng có một cái gì đó rất là dở, rất là xấu. Tôi chỉ đang tham gia những cái việc như vậy, tức là con cha ông thầy hay người thầy giáo cô giáo kia rất là tốt lắm, nhưng mà khi mình biết họ rồi á, nó cũng có một cái gì đó không tốt. Giống như là giỏi á thì lại hơi kêu căng, giống như là giàu có thì lại hơi ta đây. Rồi ngược lại có mấy cái người thấp hèn rất là nhỏ bé, chẳng ai biết đến, làm mấy công việc rất là bình thường, lau chùi, quét rác, bê vác, sửa xe thì ít ai để ý đấy. Nhưng mà khi tôi biết rồi á, mấy người đó có cái gì đó rất là hay, có một cái đức tính gì rất là đặc biệt mà nơi những người khác không có được. Vậy thì thưa quý vị, Chúa rất là công bằng và Chúa rất là tuyệt vời khi cho mỗi người chúng ta có những cái ơn huệ khác nhau. Dĩ nhiên không ai giống ai, nhưng mà chúng ta phải cố gắng thực hiện cái ơn huệ Chúa ban cho chúng ta. Cái ngày phán xét chúng ta về thiên đàng với Chúa, chắc chắn Chúa không hỏi là con xin lời được bao nhiêu người, con làm lời được bao nhiêu, xây bao nhiêu nhà thờ, hay là xin lời được bao nhiêu người. Chưa hẳn là như thế, nhưng mà con đã cố gắng sống đức tin hàng ngày trước, con đã cố gắng cầu nguyện và làm việc phúc đức trong ơn gọi gia đình của con này, làm vợ, làm chồng, làm cha, làm mẹ, làm một giáo dân, là một người làm việc, là một người học trò trước đó, trước mặt Chúa niềm vui và cái sự an ủi của chúng ta là như thế. Thì thưa quý vị, rồi quý vị biết tại sao cái anh mà
mà lãnh một nén thì phạt đâu. Quý vị nghĩ tại sao bị Chúa cho vào nơi tối tăm không? Tại sao vậy? Tại sao? Thật sự đó người biết. Yeah, không phải là không xin lời. Thật sự là chúng ta nghĩ rằng tại vì không xin lời cho chủ cũng đúng, nhưng mà cái quan trọng là không cố gắng để làm gì hết trong cái một cái nén vàng đó. Chứ giả như em cố gắng, hay là ít nhất bỏ vào nhà băng, hay là do something cho mượn, hay là làm cái gì đó mà số anh xui xẻo không có được lời, anh đến nói với chủ: thưa chủ, con thật sự ra thì con cũng yêu, con cũng hơi lười, con cố gắng làm, cố gắng cho mượn, cố gắng bỏ nhà băng, nhưng mà cái số con nó xui, chỉ còn đúng một nén. Tôi thiết nghĩ nếu anh ta mà như vậy á thì chủ cũng ok, next time cố gắng nha con, chứ không đến nỗi đâu. Nhưng mà cái tôi ở đây là lười, mà đã lười rồi còn láo, anh ta láo. Quý vị biết không? Tại vì sau đó anh ta nói rằng: tôi biết ông là người keo kiệt, xạo quá, ông chủ này mà keo kiệt cái gì, ông mới quản đạo với hai người trước đó, ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, lấy nơi không vãi, thì ông tôi trả lại cho ông đây. Ông chủ nói gì? Cứ nơi miệng người nói mà xét xử người. Như vậy thì anh ta có cái tội gì? Lười và láo. Như vậy thì giả như chúng ta có tội có lỗi hay là chưa làm gì cho Chúa đó, ăn năn thống hối, đừng có láo nữa, đừng có bày đặt. Mà kinh nghiệm của đời đó, thưa quý vị, thường thường những người xin lỗi nhé, đôi khi tôi cũng lười nữa, lười á hay đi với láo, nó giống như là không làm gì á thì hay ý kiến ý cò, trông tròn 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 với những người đã bỏ sức, bỏ tiền bạc, bỏ thời giờ làm cái gì đó trong gia đình hay trong giáo sứ. Còn những cái không làm gì, đôi khi hay nói, hay ý kiến, ý cò, và đôi khi áo nữa. Thật sự, tất cả chúng ta học những bài học qua những cái điều này. Như vậy thì cái tôi của cái anh một nén không phải vì một nén, nhưng mà vì không cố gắng, và đã vậy rồi còn lười, không ăn năn, mà còn hỗn láo. Thì thưa quý vị, xin cho chúng ta, tất cả mọi người trong nhà thờ này, ai cũng có cái tài năng cả. Có người thì làm lớn, cụ thể như linh mục cũng hơi lớn, đúng không? Nhưng mà phải cố gắng, càng cũng phải cố gắng, không thì chỉ có chết. Chúa nói năm nay đâu, mà tôi chỉ có thì tôi phải có cái câu trả lời cho Chúa, hay là như thầy Sáu đây, thầy Sáu thì cũng lớn luôn, bốn nén đâu, thì phải cố gắng làm cái gì đó, tức là phải có câu trả lời trước mặt Chúa, không hẳn là phải đưa cho Chúa lại bốn nén hay năm nén, mà phải có câu trả lời trước mặt Chúa. Quý vị đây, đa số những giáo dân bình thường chúng ta có một nén, hai nén hay ba nén, hoặc là những người làm bác sĩ, những người làm giáo sư, kỹ sư, những người làm lớn trong xã hội, hãy có cái tâm tình phục vụ, yêu Chúa nhiều người, thì chúng ta sẽ đâu ra đó. Xin cho chúc lành cho chúng ta, và cho chúng ta hiểu rằng tình yêu của Thiên Chúa thì vô vàn, và mỗi người chúng ta cần hãy cố gắng để làm cái gì cho Chúa. Chúng ta hãy nhớ rằng ngay cả cái tên trộm trên thánh giá, cái tên trộm trên thánh giá không làm gì được, nhưng cái đầu óc có tâm tình ăn năn, không có lười, không có láo, mà nói với Chúa rằng: lạy Chúa, khi về đất trời xin nhớ đến tôi. Đấy, thế mà anh ta cũng được Chúa cho một nén vàng khổng lồ trên trời luôn. Ta thấy chưa? Rồi trong giáo hội, những người nhỏ bé, xem ra nhỏ bé, thì lại làm được những việc lớn. Ví dụ như thánh John Vianney, một người không học nổi, ấy thế mà nhờ cái đức khiêm nhường, ông đã trở nên linh mục, thánh sứ rất tuyệt vời cho một giáo sứ bên Pháp. Hay là như bà thánh Maria Magdalena, một người làm gái, một người coi như là tội lỗi, sau khi ăn năn đóng tiền cho Chúa, đi theo Chúa, và bà đã trở thành một người mang tin mừng phục sinh đầu tiên cho nhân loại. Hay là như thánh Katarina Sedi, là một người chỉ biết cầu nguyện thôi, ấy thế mà cuối cùng bà đã khiến cho ba đức giáo hoàng thời khủng hoảng của giáo hội vào thế kỷ thứ 17 phải lắng nghe và trở về Roma. Đó, thưa quý vị, đừng khinh thường những nén vàng nhỏ bé, đừng khinh thường những tài năng nhỏ bé, ảnh hưởng rất lớn đối với gia đình, đối với giáo xứ và đối với toàn thể giáo hội.